HSN mean to the control the low packet data off. Meta via the tool for mean P B C times G B and Fi tool for mean P on C times G IUPA. Well, the tool for mean P E note B Nung times G F4 by HSN F4 on B times S3 in the mỗi tiết GSN cứ chiến nhạc communication của viên external data và một những internal ông ấy connector internet với được IP network hay như thế cứ GSN cứ chiến nhạc communication của viên internal data và chiến này hàng cắm cứ sử dụng cái âm ý như tuần tí đôi âm ý xí đấy và hay niche gateway hồn the internet được kia PDN rồi có GW nữa mình tuân tí đôi HSN nhá. Chiều nay SW SGW ní mình tuân tí đôi HSN này. Cứ trên nè control data và trên nè control some information bỏ subscriber nữa. Đôi chia APN này chúng ta cứ gọi net set form miền lơ data tổ máu phải chun tạm dạy GSN rồi ta cài và như con này chỉ cần bằng hai là khá và mục tiêu trong trong bằng hai những pi bị sai phát cứ miền chia ơn đôi chia BTS bởi station vào dương mùi mùi nâng cứ note B rửa ấy nâng cứ BTS cứ gọi hạ bởi station mùi mùi miền power system dì miền bởi station vào dưới cứ gọi hạ BTS ấy chừng tới rồi gọi hạ BBU chừng tới và nâng ở transition equipment mùi tiệt và dì này power system nâng cứ miền battery mean rectify ba mean power box in the base station mean slot samrap expand in the transmission equipment mean optic mean microwave IU audio in ba tonight khang call side វិញ ni tonight vì giờ phát khó sai cứ miền BC on C như thế này anh ơi phát miền C khó cứ âm C VLA HLA GMC và đi cứ nhâm trong bằng hai bộ miền bạch thom đấy và bằng hai trên đây đang bạch thom tôi mùi năng telecom và tôi muốn tiết tí buồn đi nhưng nhóm trong introduce của MP transition technology cứ miền trên là sản phẩm bình chun tuần này và transition technology cứ chia technology sản phẩm bình chun tuần này bị base station mới được base station mới ta mình sẽ chia microwave chỉ đam như cái ruby vào microwave IG optic cable trên không backbone thì per optic cable bị chia ra IG satellite dish satellite dish thì ra nó bị đại phnom rồi có đồng bọn đại gia bị bay mũi rồi bay mũi đại gia thì ra satellite dish đại vì miền lại thay lại hơi bản to tiếp nhưng trong vòng hai pi dynamic routing protocol đại khi ra xâm nhập transition technology sắp tháng ngày cứ như bây giờ transition technology là cứ vượt từ para IP để cho nên cái para protocol mà chúng tôi muốn gặp routing information thứ hai mỗi được chia OSPF chia link state protocol đại cái para sản phẩm gần đây base station mà chúng tôi muốn chúng tôi đang backbone area cứ cái main area one area zero which is backbone area និង connect ជាមួយនឹង area ដទៃទៀតជាងរាល់ area ទាំងអស់ត្រូវ connect មក backbone area
mà ô thì họ được như area 1 rồi gần đây màu bệnh bồn area 0 tổ màu gần đây một area 2 và chẳng được phê miền bài nhà đi xin lệch cứ việc phải tạm area đi và chẳng này bệnh bồn area cứ cái bằng cá lá nằm bầy ca bì hà nè phê thông thông mà chẳng vì miền bệnh áp linh linh với cứ bệnh áp linh và chẳng biết ai phải đo area là tây tiệt đi và thì pi nhôm trong hàng hai pi mùi thiết cứ ISIS ISIS có chia đây mới rõ thêm rồi cô được như thế cứ việc bình vào việc cứ intermediate system to intermediate system và chia đây mới rõ thêm rồi cô mỗi đài cái prao cứ miền level 1 level 2 và level 2 cứ đôi call level chứ cứ đôi area 0 đài bằng tay xâm rạp mobile operator đài prao bus station chạp bì mà bọn làng tới cứ cái nâng deploy ISIS vì prao vì ai prao nông light network và network để thông và light network và nhi rồi viên khóc nhi rồi viên ISIS nâng OSPF but ISIS different from OSPF in the way that area are defined and routing between ISIS router designed as being level 1 intram and then economic network level 2 be inter area the area made a week level 2 cứ gần đây rồi viên level 1 nữa cho level 2 cứ khóc nha trong ISIS mình chạm bạch gần đây ta chỉ mỗi area rồi và ok tìm chọn nít nhưng xong thay mà nó cũng nó bóng bóng để bàn tạm đàn video nít video nít còn đã chọn bằng hai nhìn vì xam idea khá khá ឬ ជា គោល គំនិត ខ្លះ ខ្លះ ដែល តាក់ទង ជាមួយ នឹង telecom សម្រាប់ បង ប្អូន ឬ ក៏ បង ប្អូន និស្សិត ដែល ចង់ ចាប់ អាជីព ជា telecom បង ប្អូន អាច ទៅ សិក្សា បន្ថែម ផ្នែក ជា ច្រើន បាន អាច ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង telecom បាន គឺ ចង់ ខ្លះ ជា telecom engineer បង ប្អូន អាច សិក្សា ផ្នែក IT អាច សិក្សា ផ្នែក power system បាន power គីស្នី នឹង គឺ អាច ធ្វើ ការ មួយ telecom បាន បាន គឺ ជា telecom engineer បាន ហើយ ទី បញ្ចប់ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ ថា បើ មាន ការ និយាយ ទៅ ខុស ឆ្គង ត្រង់ កន្លែង ណា មួយ សូម មេត្តា comment ដើម្បី កែ លម្អ ឲ្យ ព្រោះ នេះ គ្រាន់ តែ ជា experience ចង់ បង្ហាញ ពី experience ខ្លះ ខ្លះ ដែល មាន ចែកជូន បងប្អូន បាន សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា